Ngày nay chúng ta học Phật Khó khăn nhất Ngay trong cuộc sống thường ngày Chúng ta vẫn là tùy thuận phiền não Tập khí của chính mình Tuyệt nhiên không thể nào Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Của chính mình buông xả Hoàn toàn thuận theo giáo huấn của Phật Đà Chúng ta không làm được Như trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh phật giáo huấn chân thành đến như vậy vậy chúng ta ngày đêm không thể gián đoạn thường niệm thiện pháp tư duy thiện pháp quán sát thiện pháp không để chút nào bất thiện xen tạp nếu như chúng ta chân thật có thể tùy thuận chúng ta làm phật làm bồ tát thời gian rất ngắn ba năm 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 chắc chắn thành công tại vì sao chúng ta tu học khó khăn đến như vậy lời của phật nói nghe được không sai rất hay nhưng không thể đi làm mỗi ngày làm việc sinh hoạt đối nhân sự thế tiếp vật vẫn là tham sân si mạng Vẫn là hỷ nộ ai lạc Vậy thì phải làm sao Cùng qua lại với người Chuyên xem khuyết điểm của người khác Chuyên nghĩ chỗ tốt của chính mình Chuyên thấy chỗ không tốt của người khác Chính mình là người tốt Người khác đều không phải là người tốt Vậy thì làm sao có thể thành công Phật dạy chúng ta hoàn toàn tương phản. Đối người, đối việc, đối vật, chuyên thấy chỗ tốt của người khác, chuyên thấy chỗ thiện của người khác. Người khác không tốt, bất thiện, thấy đều không để ở trong tâm. Đây gọi là tùy thuận giáo huấn Như Lai, thuận nhẫn. Tứ địa, ngũ địa, lục địa, Bồ Tát Tứ địa, đắc hạ phẩm, thuận nhẫn Ngũ địa, đắc trung phẩm, lục địa, đắc thượng phẩm Tùy thuận giáo huấn của Phật Đà Thực tế mà nói Singapore chúng ta có người làm được Tôi vừa nêu các vị đại khái đều biết Cư sĩ hứa triết làm được Bà năm nay 101 tuổi Bà đã đến chỗ này biểu diễn qua Tình hình thân thể khỏe mạnh Giống như người ba bốn mươi tuổi vậy Còn có rất nhiều người ba bốn mươi tuổi không bằng bà nguyên nhân gì có được thân thể khỏe như vậy bà nói qua rồi cả đời không khởi tức giận một trăm tuổi cả đời chưa khởi tức giận cả đời không hề thấy chỗ xấu của người khác bà thấy được đều là chỗ tốt của người thấy cái tốt của người thấy cái thiện của người không tốt bất thiện của người bà hoàn toàn không nhớ không để ý ở trong lòng. Bạn nêu ra một thí dụ rất có ý nghĩa, rất dễ dàng lý giải. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: "Bà xem thấy những người ác việc ác này thì bà có cái nhìn như thế nào?" Bà nêu một thí dụ cũng giống như người lạ mặt đi ở trên đường vậy. Cái thí dụ này tốt. Chúng ta mỗi ngày đều lên phố, đều xem thấy rất nhiều người đi qua đi lại, bạn có nhớ người nào không? Một người cũng không nhớ không để ở trong lòng bà đã học được cái bản lĩnh này bao gồm tất cả người ác việc ác cũng giống như người xa lạ vậy không để ở trong lòng bà không hề nhớ việc nào hết tất cả thiện hạnh thiện sự của người bà ghi nhớ bà học tập cho nên bà là người thuần thiện không hề có chút ác niệm nào không hề có chút ác ý trăm lẻ một tuổi đến nơi đây để quy y không muộn làm tấm gương cho chúng ta là một điển hình năm xưa bà là nữ tu của thiên chúa giáo cuối đời bà đọc sách của rất nhiều tôn giáo giáo hữu của họ đã từng nói bà tại vì sao bà lại xem sách của các tôn giáo khác bà trả lời rất hay Bà nói tôi xem tất cả tôn giáo trên thế giới Đều là một mảng quang minh Bà đột phá rồi Đột phá được giới hạn của tôn giáo Đắc bình đẳng trụ Cho nên Lý Mộc Nguyên hỏi bà Ngay trong mắt của bà Tôn giáo là gì Bà trả lời một chữ Ái Ái chính là tôn giáo Lời nói này nó được không sai chút nào hoàn toàn chính xác thế gian bao gồm tất cả tôn giáo đều là khẳng định chữ ái mở mang rộng lớn ái tâm yêu thương tất cả chúng sanh yêu thương chân thành yêu thương thanh tịnh yêu thương bình đẳng cái này gọi là tôn giáo bà qua lại với bà ngôn ngữ đơn giản tường tận đến thất địa bát địa cửu địa chính là mọi người rất là quen thuộc gọi là vô sanh pháp nhẫn thập địa đẳng giác gọi là tịch diệt nhẫn Nếu như chúng ta giảng Nhất nhị tam nhẫn chỗ này Thứ nhất Chính là tính nhẫn Thứ hai Chính là thuận nhẫn Thứ ba Chính là vô sanh pháp nhẫn Chúng ta làm sao có thể khẳng định Đại Đức xưa giải thích Cái nhẫn thứ ba là Vô sanh pháp nhẫn Vậy thì chỗ đây có thể biết Nhất nhị tam nhẫn Ý nghĩa là nói Bồ Tát Địa Thượng Họ không phải là Bồ Tát thông thường Đăng địa viên giáo Bồ Tát Đây là Mười phương thế giới Chư Bồ Tát Ở Các tầng không gian khác Thế gian khác nhau giáo hóa tất cả chúng sanh có thể được bổn nguyện của a di đà phật gia trì cho dù bạn là quyền giáo bồ tát sơ phát tâm được phật lực gia trì cũng có thể đem bạn nâng lên đến bồ tát địa thượng tinh thần cái nguyện này ý nghĩa chính ngay chỗ này các vị phải nên biết Bồ Tát muốn tu đến đăng địa Vì thực tế là rất không dễ dàng Thế nhưng Ở trong kinh điển này mà nói Vì thì không có Việc này Chúng ta phải ghi nhớ Thế nhưng Ở trong bổn kinh này của chúng ta ở phẩm thứ 15 cũng nói đến ba loại nhẫn. Ba loại nhẫn này, cái thứ nhất gọi là âm hưởng nhẫn, cái thứ hai gọi là nhu thuận nhẫn, cái thứ ba gọi là vô sanh pháp nhẫn. Đại đức xưa chú dạy cho chúng ta cái gì gọi là âm hưởng nhẫn? do âm hưởng khai ngộ thì đây gọi là âm hưởng nhẫn thực tế mà nói đây chính là do âm thanh chúng ta nghe giảng chúng ta đang học tập chúng ta nghe giảng kinh mà khai ngộ việc này có thể nói là bao gồm ở trong âm hưởng nhẫn loại thứ hai nhu thuận nhẫn là có trí tuệ tâm địa từ bi nhu nhuyễn có thể hằng thuận chúng sanh Có thể thường tùy Phật học Họ từ cái chỗ này mà ngộ nhập Cái này đều gọi là Nhu thuận nhẫn Loại thứ ba Vô sanh pháp nhẫn Ý nghĩa cùng trong Kinh Dân Dương Đã nói hoàn toàn như nhau Nói ra ba loại này Ba loại này thực tế ra mà nói Âm hưởng nhẫn Ý nghĩa cũng gần với tính nhẫn Nhu thuận nhẫn Nó nhiều hơn một chữ nhu Cùng thuận nhẫn của Kinh Nhân Dương Cũng rất gần Cho nên Tóm lại mà nói Đều là cảnh giới của Bồ Tát Địa Thượng Đã chứng đắc Do đây có thể biết Chúng ta quả nhiên có thể Tu tâm thanh tịnh Tu tâm hoan hỷ Được bình đẳng trụ tu bồ tát hạnh đầy đủ đức bổn bạn có điều kiện bên trên này bạn liền có thể được bổn nguyện di đà gia trì chính ngay hiện tiền đem bạn nâng lên đến cảnh giới của bồ tát địa thượng đây là ý nghĩa chân thật của cái nguyện này chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực đối với bổ nguyện của Di Đà không chút hoài nghi. Cho nên thành tựu ở ngay trong đời này là có thể làm đến được. Sau cùng của cái nguyện này, nguyện thứ 48, ư chư Phật pháp bất năng hiện chứng, bất thoái chuyển giả cái ý này chính là nói Ở các Phật Pháp hiện tiền liền có thể chứng đắc Bất thoái chuyển phàm phu tu hành chướng ngại lớn nhất chính là thói chuyển mà còn là tình huống gì tiến được ít thoái được nhiều Khó khăn của chúng ta chính ngay chỗ này Nếu như chỉ có tiến bộ Không có thoái chuyển Tu hành đến thành Phật Thành Phật chính là thành tựu Trí tuệ cứu cánh viên mãn Thành tựu đức năng cứu cánh viên mãn đó gọi là thành phật là không khó thực hiện khó là khó ở chúng ta thói chuyển thói được quá nhiều cảnh giới vừa hiện tiền cái tâm này liền bị cảnh giới mê hoặc hiện tại cái thế giới này văn minh vật chất ngày một mới mẻ mỗi ngày có sản phẩm mới xuất hiện những thứ mới lạ xuất hiện những thứ này đang mê hoặc bạn cho nên nhà phật gọi là ma ma ở chỗ nào vậy ma là cái gì những người đó chính là ma ngày ngày chế tạo ra những đồ chơi mới lạ để mê hoặc bạn bảo tâm bạn không an xem thấy liền động tâm liền ưa thích liền muốn mua khổ cực kiếm ra tiền để đều bị nó lừa mang đi hết tâm của bạn không thể định lại được vĩnh viễn bị bên ngoài mê hoặc khi vừa bị mê hoặc tâm vừa động liền thoái chuyển định huệ của bạn liền không còn cho nên chúng ta không thể sánh được với bồ tát bồ tát tu hành cũng thường hay đi dạo thị trường việc này chúng ta xem thấy ở trên kinh hoa nghiêm bồ tát vào thị trường vào thị trường tu cái gì tu thiền đỉnh. Giống vậy chúng ta biết được Phương pháp tu hành đó của họ là Cao Minh Những thứ kỳ lạ thế nào Họ xem thấy rồi Chắc chắn không động tâm Đây gọi là đỉnh Thiền đỉnh Những thứ mới lạ này Họ xem thấy rồi Mọi thứ tường tận Mọi thứ rõ ràng Huệ Trí tuệ của họ thêm lớn toàn bộ không động tâm thiền định kiên cố người ta đi dạo thị trường là tu thiền định tu bát nhã ba la mật chúng ta dạo thị trường là tu tham sân si làm sao giống nhau được không giống nhau chỗ này chúng ta phải học bồ tát cũng phải trải qua được khảo nghiệm cho nên đời sống là rất khỏe mạnh. Đời sống đơn giản nhất là khỏe mạnh nhất. Hiện tại chúng ta xem thấy cư sĩ hứa triết đã độ bao nhiêu người. Hiện tại chúng ta đã làm đĩa CD. Tôi lần trước, chính là hai tuần lễ trước, đi du lịch đến Trung Quốc. Tôi mang theo 500 đĩa của bà đến khắp nơi tặng người mọi người hoan nghênh cái này không phải tuyên truyền phật pháp tuyên truyền khỏe mạnh sống lâu bất cứ người nào cũng đều mong muốn bạn xem thử người ta khỏe mạnh sống lâu làm thế nào mà tu được đời sống đơn giản một ngày ăn một bữa hoàn toàn ăn rau xanh dầu muối đường giấm thấy đều không dùng hoàn toàn ăn rau xanh quay về với tự nhiên các đồng tu đến từ bắc kinh cái đĩa này mỗi một người mang thêm vài đĩa về nhà tặng cho bạn bè thân thích của các vị tâm địa thuần thiện đời sống đơn giản tư tưởng thuần chánh bà cũng là không biết đến tiền khi bạn đưa tiền cho bà bà không biết được con số bà đi đường bạn hỏi bà nơi nào là hướng đông nơi nào là hướng nam bà không biết bà không hiểu phương hướng nào không để ở trong lòng những thứ này đều không quan trọng hạ tất đem nó để trong lòng làm gì trong tâm của bà là cái gì thế gian có những người khổ nạn cần phải giúp đỡ bà chỉ có cái ý niệm này mỗi ngày vẫn phải vì những người khổ nạn này mà phục vụ thường hay phải tặng gạo cho họ bà chính mình không ăn dầu tặng dầu cho người khác tặng tiền cho người khác bà chính mình không dùng tiền tặng tiền cho người khác thực tế mà nói là khó được chúng ta tổng hợp cả đời bà cả đời bà bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý cho nên quả báo của bà bà có phước bà có đại phước bà một xu tiền cũng không có, cái gì gọi là đại phước đức, đời sống của bà không hề kém khuyết, đây chính là đại phước đức. Những thứ nhu cầu cho đời sống đều không thiếu, bà không có lòng tham, bà rất tri túc, tri túc thường lạc. Bà có trí tuệ. Bà tu pháp bố thí, có trí tuệ Bà có thể Gắn làm các thiện Không làm các ác Đây là trí tuệ Giúp đỡ tất cả người khổ nạn Đây là vô ý bố thí Được khỏe mạnh sống lâu Ba loại quả báo Bà viên mãn đầy đủ Cho nên cái địa này phải làm nhiều để lưu thông Đây là chúng ta xem thấy ở đây cái nguyện sau cùng này Bà chân thật đã thực hiện được rồi Hiện chứng bất thoái Cho nên chúng tôi hỏi bà Bà tiền đồ một mảng sáng lạng Bà không một chút hoài nghi Sau khi bà chết Hiện tại lại niệm Phật Bà chắc chắn đến thế giới cực lạc Nếu bà không niệm Phật mà nói Bà chắc chắn sanh thiên Bà là thiên nhân Bà không phải là phàm phu Bà nói xem bà an lạc dường nào Tâm bà thật thanh tịnh Bà chân thật Đạt được Thanh tịnh hoan hỷ Bà bình đẳng trụ Chúng ta đọc chỗ này Bà thấy đều đầy đủ rồi Tu Bồ Tát Hạnh Cụ Túc Đức Bổn Bà thấy đều đầy đủ rồi. Ngày nay chúng ta đọc Bất hoạnh nhất nhị tam nhẫn Vì thì không biết được Bà là Bồ Tát nhẫn thứ mấy. Đây là thật, không phải là giả. Bồ Tát thị hiện Hay nói cách khác Bà có thể làm đến được Tại vì sao chúng ta không làm được? Không phải không làm được Chúng ta không chịu làm. Không chịu buông xả tự tư tự lợi Không chịu buông xả tham sân si mạng Là bởi vì cái quan hệ này không làm được Người ta chịu buông xả bà chân thật làm được rồi Làm được viên mãn như vậy Làm được tự tại như vậy Đây là chúng ta nhất định phải hiểu được Bà đã tu tích thiện căn công đức càng tăng càng tiến không thể thoái chuyển cho nên gọi là bất thoái ở trong kinh điển cũng gọi là a duy diệt trí bồ tát a duy việt trí là tiếng phạn ý nghĩa chính là bất thoái chuyển đại đức xưa thường hay nói cho chúng ta nghe bồ tát hạnh nguyện phát không dễ dàng phát tâm chính là người thông thường nói xả mình vì người có thể hy sinh chính mình thành tựu người khác cái tâm nguyện này rất khó phát thế nhưng sau khi phát rồi nếu muốn gìn giữ không thoái không dễ dàng Khi gặp khó khăn Thì rất dễ dàng Thoái tâm Cho nên trên Kinh Nhân Dương nói Biệt giáo Tính dị Bồ Tát Có một ngoại hiệu gọi là khinh mau Bồ Tát Giống như chiếc lông vậy Tùy theo gió mà bay đi nói rõ tính tâm của họ không đáng tin rất dễ dàng thoái tâm trong kinh niết bàn cũng nói vô lượng chúng sanh phát vô thượng bồ đề tâm gặp được khó khăn nho nhỏ gặp phải chút giày dò liền thoái chuyển tâm bồ đề liền không thấy đây là nguyên nhân không dễ dàng thành tựu hay nói cách khác tính nguyện không kiên cố chính mình cần phải biết chúng ta chính mình không thể một đời một kiếp người học phật người tín ngưỡng tôn giáo đại khái đều khẳng định đều có thể thừa nhận chúng ta có quá khứ có gì lai ba đời nhân quả đã là có quá khứ đời quá khứ thì quá nhiều quá nhiều đời quá khứ nhiều đến như vậy phải biết chúng ta kết quán với bao nhiêu người một số oan gia đối đầu này thường hay gặp phải hoặc giả là thân thích của bạn hoặc giả là đồng tu của bạn hoặc giả là đồng sự của bạn nơi nơi đều đang chướng ngại bạn đều đang tìm bạn gây phiền phức trên đạo bồ đề làm gì mà thuận bường xuôi gió cho nên thường chính mình biết được Oan gia trái chủ của chính mình quá nhiều rồi Oán tắng hội Nếu như có thể khắc phục Phật dạy cho chúng ta một phương pháp Nhẫn nhục ba la mật Trên Kinh Kim Cang nói Tất cả các pháp đắc thành ở nhẫn đây là nói tất cả Pháp thế xuất thế gian Không luận việc lớn việc nhỏ Nếu muốn thành tựu Điều kiện thứ nhất là nhẫn nhục Đại nhẫn có đại thành tựu Bạn không thể nhẫn thì bạn không có thành tựu Chắc chắn thói chuyển Cho nên nhẫn nhục là rất quan trọng mỗi một vị đồng tu tâm tâm niệm niệm đều mong cầu tiêu nghiệp chướng biết được chính mình có nghiệp chướng cách tiêu trừ như thế nào nhẫn nhục bạn không thể nhẫn nghiệp chướng của bạn làm sao có thể tiêu trừ nghịch cảnh người ác phải nhẫn thuận cảnh người thiện cũng phải nhẫn vì sao vậy thuận cảnh thiện duyên không sanh tham ái bạn phải nhẫn cái này càng khó nghịch cảnh ác duyên không sanh sân hận vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn tâm bình đẳng của bạn Thanh tịnh bình đẳng Là đạo Cái đạo này Chính là nói Thanh tịnh bình đẳng Là chân tâm vĩnh viễn giữ gìn chân tâm Tâm vừa động Vì thì không gọi là chân tâm Cho nên Bạn khởi tham ái Cũng không phải chân tâm Bạn khởi sân hận Cũng không phải chân tâm Làm thế nào Giữ gìn tâm thanh tịnh bình đẳng vĩnh viễn giữ gìn đây chính là trong kinh dịch nói đạo của trung hòa có thể cùng hòa thuận với tất cả chúng sanh bình đẳng đối đãi nhiệt tâm vì tất cả chúng sanh phục vụ quyết không tính toán được mất của chính mình bạn liền đồng tâm đồng đức với chư phật như lai bạn mới có thể giữ gìn không thói chuyển vô lượng bồ tát chưa đến được vị bất thoái cho dù là dũng mãnh tinh tấn thế nhưng vừa gặp phải chướng duyên luôn luôn là thói chuyển chướng duyên nhỏ họ vẫn có thể nhẫn chịu chứng duyên mãnh liệt thì họ chịu không nổi. Cho nên thành tựu của nhẫn nhục ba la mật phải nhờ vào trí tuệ. Phải dựa vào tu trì chân thật. Chúng ta không phải giống như lão cư sĩ hà liễn cư đã nói thật làm muốn ở trên đạo bồ đề không thoái thật khó danh lợi mê hoặc chúng ta năm dục mê hoặc chúng ta cảnh duyên dụ hoặc chúng ta đây là chúng ta trên đạo bồ đề có chướng ngại nghiêm trọng do đó giống như loại người căn tánh này chúng ta biện pháp tốt nhất vẫn là đọc kinh kinh đọc nhiều rồi Lý dần dần liền nghĩ thông Đạo lý nghĩ thông rồi Sau khi đạo lý nghĩ thông Gặp phải những chướng ngại này Chúng ta liền có trí tuệ Có phương pháp Để đối phó Bạn không có trí tuệ Không có nhẫn nhục Không có sức định Cái ải này khó qua Việc này không thể không biết Kinh giáo rốt cuộc Phải đọc bao nhiêu Không con số bao nhiêu Tổ sư Đại Đức Thường hay dạy bảo chúng ta Một môn thâm nhập Trường kỳ huân tu Then chốt ở thời gian dài Chúng ta vào thời xưa xem thấy xuất gia tại gia rất nhiều người thành tựu người ta luôn luôn một đời học một bộ kinh một pháp môn liền thành tựu rồi cái thí dụ này thì quá nhiều quá nhiều rồi do đây có thể biết chúng ta học kinh không cần học quá nhiều ngày nay chúng ta ở nơi đây đề sướng kinh vô lượng thọ cái quyển này đối với người hiện đại mà nói rất thích hợp kinh văn không dài cũng không quá ngắn tiện lợi với loại phương thức sống người hiện đại chúng ta quá dài rồi chúng ta không có thời gian độc tụng không có thời gian học tập quá ngắn rồi thường rất khó được lợi ích cho nên phải chọn lấy một kinh điển rất thích hợp kinh vô lượng thọ tốt tôi dạy người trước tiên đem bộ kinh này đọc qua ba ngàn lần dụng ý ở chỗ nào thuộc nhớ kinh văn. Đem vọng tưởng tập niệm của chúng ta tụng cho tiêu hết. Không đọc kinh thì khởi vọng tưởng. Đây là không cách nào. Nhất là khởi vọng tưởng thì không bằng lão thật đọc kinh. Đọc kinh có chỗ tốt. Cho nên nếu như có vọng niệm khởi lên phải mau đọc kinh hiện tại kinh sách chúng ta đã in rất nhiều cũng có in rất nhiều quyển nhỏ có thể để vào trong túi áo có thể để vào trong ví tiền vọng niệm khởi lên phải mau mau đọc mấy đoạn để vọng tưởng của bạn đọc tiêu hết dùng cái phương pháp này tốt sau khi đọc thuộc rồi kinh văn bạn liền có thể nhớ lấy. Lại yêu cầu cái gì? Yêu cầu phải y giáo phụng hành. Biết được khởi tâm đồng niệm của chúng ta, ý niệm của chúng ta rốt cuộc có nên khởi lên hay không? Phật có nói hay không? Phật nói nếu như cái ý niệm này không thiện, cái ý niệm đó khởi lên, lập tức liền phải đem nó chuyển đổi, dùng phương pháp di chuyển, phương pháp niệm Phật tốt nhất một câu A Di Đà Phật đem cái ý niệm này chuyển hết. Người xưa nói không sợ điểm khởi, chỉ sợ giác chậm. Một câu Phật hiệu đề khởi lên giác ngộ nhất định phải thường giác ngộ. Mỗi giờ, mỗi phút giác ngộ, không ngừng giác ngộ thì chúng ta sẽ không thói chuyển. Có thể chân thật làm như vậy chúng ta cũng được phật lực gia trì hiện chứng bất thoái chúng ta xem thấy người tu hành ngày trước hiện tại cũng có một số người tu hành họ đều đạt được cái hiệu quả này làm tăng thêm lòng tin cho chúng ta chúng ta chăm chỉ nỗ lực đi mà làm nhất định cũng có thể đạt được ngày nay chúng ta học phật khó khăn nhất ngay trong cuộc sống thường ngày Chúng ta vẫn là tùy thuận phiền não Tập khí của chính mình Tuyệt nhiên không thể nào Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Của chính mình buông xả Hoàn toàn thuận theo giáo huấn của Phật Đà Chúng ta không làm được Như trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Phật giáo huấn chân thành đến như vậy vậy chúng ta ngày đêm không thể gián đoạn thường niệm thiện pháp tư duy thiện pháp quán sát thiện pháp không để chút nào bất thiện xen tạp nếu như chúng ta chân thật có thể tùy thuận chúng ta làm phật làm bồ tát thời gian rất ngắn. Ba năm, năm năm chắc chắn thành công. Tại vì sao chúng ta tu học khó khăn đến như vậy? Lời của Phật nói nghe được không sai rất hay Nhưng không thể đi làm Mỗi ngày làm việc sinh hoạt Đối nhân sự thế tiếp vật Vẫn là tham sân si mạng vẫn là hỷ nộ ai lạc vậy thì phải làm sao cùng qua lại với người chuyên xem khuyết điểm của người khác chuyên nghĩ chỗ tốt của chính mình chuyên thấy chỗ không tốt của người khác chính mình là người tốt người khác đều không phải là người tốt vậy thì làm sao có thể thành công Phật dạy chúng ta hoàn toàn tương phản. Đối người, đối việc, đối vật, chuyên thấy chỗ tốt của người khác, chuyên thấy chỗ thiện của người khác. Người khác không tốt, bất thiện, thấy đều không để ở trong tâm. Đây gọi là tùy thuận giáo huấn như lai. Thuận nhẫn Tứ địa, ngũ địa, lục địa, Bồ Tát Tứ địa, đắc hạ phẩm, thuận nhẫn Ngũ địa, đắc trung phẩm, lục địa, đắc thượng phẩm Tùy thuận giáo huấn của Phật Đà Thực tế mà nói Singapore chúng ta có người làm được Tôi vừa nêu các vị đại khái đều biết Cư sĩ hứa triết làm được Bà năm nay 101 tuổi Bà đã đến chỗ này biểu diễn qua Tình hình thân thể khỏe mạnh Giống như người ba bốn mươi tuổi vậy Còn có rất nhiều người ba bốn mươi tuổi không bằng bà nguyên nhân gì có được thân thể khỏe như vậy bà nói qua rồi cả đời không khởi tức giận một trăm tuổi cả đời chưa khởi tức giận cả đời không hề thấy chỗ xấu của người khác bà thấy được đều là chỗ tốt của người thấy cái tốt của người thấy cái thiện của người không tốt bất thiện của người bà hoàn toàn không nhớ không để ý ở trong lòng. Bạn nêu ra một thí dụ rất có ý nghĩa, rất dễ dàng lý giải. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: "Bà xem thấy những người ác việc ác này thì bà có cái nhìn như thế nào?" Bà nêu một thí dụ cũng giống như người lạ mặt đi ở trên đường vậy. Cái thí dụ này tốt. Chúng ta mỗi ngày đều lên phố, đều xem thấy rất nhiều người đi qua đi lại, bạn có nhớ người nào không? Một người cũng không nhớ không để ở trong lòng bà đã học được cái bản lĩnh này bao gồm tất cả người ác việc ác cũng giống như người xa lạ vậy không để ở trong lòng bà không hề nhớ việc nào hết tất cả thiện hạnh thiện sự của người bà ghi nhớ bà học tập cho nên bà là người thuần thiện không hề có chút ác niệm nào không hề có chút ác ý trăm lẻ một tuổi đến nơi đây để quy y không muộn làm tấm gương cho chúng ta là một điển hình năm xưa bà là nữ tu của thiên chúa giáo cuối đời bà đọc sách của rất nhiều tôn giáo giáo hữu của họ đã từng nói bà tại vì sao bà lại xem sách của các tôn giáo khác bà trả lời rất hay Bà nói tôi xem tất cả tôn giáo trên thế giới Đều là một mảng quang minh Bà đột phá rồi Đột phá được giới hạn của tôn giáo Đắc bình đẳng trụ Cho nên Lý Mộc Nguyên hỏi bà Ngay trong mắt của bà Tôn giáo là gì? Bà trả lời một chữ Ái Ái chính là tôn giáo Lời nói này nó được không sai chút nào hoàn toàn chính xác thế gian bao gồm tất cả tôn giáo đều là khẳng định chữ ái mở mang rộng lớn ái tâm yêu thương tất cả chúng sanh yêu thương chân thành yêu thương thanh tịnh yêu thương bình đẳng cái này gọi là tôn giáo bà qua lại với bà ngôn ngữ đơn giản tường tận đến thất địa bát địa cửu địa chính là mọi người rất là quen thuộc gọi là vô sanh pháp nhẫn thập địa đẳng giác gọi là tịch diệt nhẫn Nếu như chúng ta giảng Nhất nhị tam nhẫn chỗ này Thứ nhất Chính là tính nhẫn Thứ hai Chính là thuận nhẫn Thứ ba Chính là vô sanh pháp nhẫn Chúng ta làm sao có thể khẳng định Đại Đức xưa giải thích Cái nhẫn thứ ba là Vô sanh pháp nhẫn Vậy thì chỗ đây có thể biết Nhất nhị tam nhẫn Ý nghĩa là nói Bồ Tát địa thượng Họ không phải là Bồ Tát thông thường Đăng địa viên giáo Bồ Tát Đây là Mười phương thế giới Chư Bồ Tát Ở các tầng không gian khác Thế gian khác nhau giáo hóa tất cả chúng sanh có thể được bổn nguyện của a di đà phật gia trì cho dù bạn là quyền giáo bồ tát sơ phát tâm được phật lực gia trì cũng có thể đem bạn nâng lên đến bồ tát địa thượng tinh thần cái nguyện này ý nghĩa chính ngay chỗ này các vị phải nên biết Bồ Tát muốn tu đến đăng địa Vì thực tế là rất không dễ dàng Thế nhưng Ở trong kinh điển này mà nói Vì thì không có Việc này Chúng ta phải ghi nhớ Thế nhưng Ở trong bổn kinh này của chúng ta ở phẩm thứ 15 cũng nói đến ba loại nhẫn. Ba loại nhẫn này, cái thứ nhất gọi là âm hưởng nhẫn, cái thứ hai gọi là nhu thuận nhẫn, cái thứ ba gọi là vô sanh pháp nhẫn. Đại đức xưa chú dạy cho chúng ta cái gì gọi là âm hưởng nhẫn? do âm hưởng khai ngộ thì đây gọi là âm hưởng nhẫn thực tế mà nói đây chính là do âm thanh chúng ta nghe giảng chúng ta đang học tập chúng ta nghe giảng kinh mà khai ngộ việc này có thể nói là bao gồm ở trong âm hưởng nhẫn loại thứ hai nhu thuận nhẫn là có trí tuệ tâm địa từ bi nhu nhuyễn có thể hằng thuận chúng sanh Có thể thường tùy Phật học Họ từ cái chỗ này mà ngộ nhập Cái này đều gọi là Nhu thuận nhẫn Loại thứ ba Vô sanh pháp nhẫn Ý nghĩa cùng trong Kinh Dân Dương Đã nói hoàn toàn như nhau Nói ra ba loại này Ba loại này thực tế ra mà nói Âm hưởng nhẫn Ý nghĩa cũng gần với tính nhẫn Nhu thuận nhẫn Nó nhiều hơn một chữ nhu Cùng thuận nhẫn của Kinh Nhân Dương Cũng rất gần Cho nên Tóm lại mà nói Đều là cảnh giới của Bồ Tát Địa Thượng Đã chứng đắc Do đây có thể biết Chúng ta quả nhiên có thể Tu tâm thanh tịnh Tu tâm hoan hỷ Được bình đẳng trụ tu bồ tát hạnh đầy đủ đức bổn bạn có điều kiện bên trên này bạn liền có thể được bổn nguyện di đà gia trì chính ngay hiện tiền đem bạn nâng lên đến cảnh giới của bồ tát địa thượng đây là ý nghĩa chân thật của cái nguyện này chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực đối với bổ nguyện của Di Đà không chút hoài nghi. Cho nên thành tựu ở ngay trong đời này là có thể làm đến được. Sau cùng của cái nguyện này, nguyện thứ 48, ư chư Phật pháp bất năng hiện chứng, bất thoái chuyển giả cái ý này chính là nói Ở các Phật Pháp hiện tiền liền có thể chứng đắc Bất thoái chuyển phàm phu tu hành chướng ngại lớn nhất chính là thói chuyển mà còn là tình huống gì tiến được ít thoái được nhiều Khó khăn của chúng ta chính ngay chỗ này Nếu như chỉ có tiến bộ Không có thoái chuyển Tu hành đến thành Phật Thành Phật chính là thành tựu Trí tuệ cứu cánh viên mãn Thành tựu đức năng cứu cánh viên mãn đó gọi là thành phật là không khó thực hiện khó là khó ở chúng ta thói chuyển thói được quá nhiều cảnh giới vừa hiện tiền cái tâm này liền bị cảnh giới mê hoặc hiện tại cái thế giới này văn minh vật chất ngày một mới mẻ mỗi ngày có sản phẩm mới xuất hiện những thứ mới lạ xuất hiện những thứ này đang mê hoặc bạn cho nên nhà phật gọi là ma ma ở chỗ nào vậy ma là cái gì những người đó chính là ma ngày ngày chế tạo ra những đồ chơi mới lạ để mê hoặc bạn bảo tâm bạn không an xem thấy liền động tâm liền ưa thích liền muốn mua khổ cực kiếm ra tiền để đều bị nó lừa mang đi hết tâm của bạn không thể định lại được vĩnh viễn bị bên ngoài mê hoặc khi vừa bị mê hoặc tâm vừa động liền thoái chuyển định huệ của bạn liền không còn cho nên chúng ta không thể sánh được với bồ tát bồ tát tu hành cũng thường hay đi dạo thị trường việc này chúng ta xem thấy ở trên kinh hoa nghiêm bồ tát vào thị trường vào thị trường tu cái gì tu thiền đỉnh. Giống vậy chúng ta biết được Phương pháp tu hành đó của họ là Cao Minh Những thứ kỳ lạ thế nào Họ xem thấy rồi Chắc chắn không động tâm Đây gọi là đỉnh Thiền đỉnh Những thứ mới lạ này Họ xem thấy rồi Mọi thứ tường tận Mọi thứ rõ ràng Huệ Trí tuệ của họ thêm lớn toàn bộ không động tâm thiền định kiên cố người ta đi dạo thị trường là tu thiền định tu bát nhã ba la mật chúng ta dạo thị trường là tu tham sân si làm sao giống nhau được không giống nhau chỗ này chúng ta phải học bồ tát cũng phải trải qua được khảo nghiệm cho nên đời sống là rất khỏe mạnh. Đời sống đơn giản nhất là khỏe mạnh nhất. Hiện tại chúng ta xem thấy cư sĩ hứa triết đã độ bao nhiêu người. Hiện tại chúng ta đã làm đĩa CD. Tôi lần trước, chính là hai tuần lễ trước, đi du lịch đến Trung Quốc. Tôi mang theo 500 đĩa của bà đến khắp nơi tặng người. Mọi người hoan nghênh Cái này không phải tuyên truyền Phật Pháp Tuyên truyền khỏe mạnh sống lâu Bất cứ người nào cũng đều mong muốn Bạn xem thử người ta khỏe mạnh sống lâu Làm thế nào mà tu được Đời sống đơn giản Một ngày ăn một bữa Hoàn toàn ăn rau xanh Dầu muối, đường, giấm Thấy đều không dùng Hoàn toàn ăn rau xanh quay về với tự nhiên các đồng tu đến từ bắc kinh cái đĩa này mỗi một người mang thêm vài đĩa về nhà tặng cho bạn bè thân thích của các vị tâm địa thuần thiện đời sống đơn giản tư tưởng thuần chánh bà cũng là không biết đến tiền khi bạn đưa tiền cho bà bà không biết được con số bà đi đường bạn hỏi bà nơi nào là hướng đông nơi nào là hướng nam bà không biết bà không hiểu phương hướng nào không để ở trong lòng những thứ này đều không quan trọng hạ tất đem nó để trong lòng làm gì trong tâm của bà là cái gì thế gian có những người khổ nạn cần phải giúp đỡ bà chỉ có cái ý niệm này mỗi ngày vẫn phải vì những người khổ nạn này mà phục vụ thường hay phải tặng gạo cho họ bà chính mình không ăn dầu tặng dầu cho người khác tặng tiền cho người khác bà chính mình không dùng tiền tặng tiền cho người khác thực tế mà nói là khó được chúng ta tổng hợp cả đời bà cả đời bà bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý cho nên quả báo của bà bà có phước bà có đại phước bà một xu tiền cũng không có, cái gì gọi là đại phước đức, đời sống của bà không hề kém khuyết, đây chính là đại phước đức. Những thứ nhu cầu cho đời sống đều không thiếu, bà không có lòng tham, bà rất tri túc, tri túc thường lạc. Bà có trí tuệ. Bà tu pháp bố thí, có trí tuệ Bà có thể Gắn làm các thiện Không làm các ác Đây là trí tuệ Giúp đỡ tất cả người khổ nạn Đây là vô ý bố thí Được khỏe mạnh sống lâu Ba loại quả báo Bà viên mãn đầy đủ Cho nên cái địa này phải làm nhiều để lưu thông Đây là chúng ta xem thấy ở đây cái nguyện sau cùng này Bà chân thật đã thực hiện được rồi Hiện chứng bất thoái Cho nên chúng tôi hỏi bà Bà tiền đồ một mảng sáng lạng Bà không một chút hoài nghi Sau khi bà chết Hiện tại lại niệm Phật, bà chắc chắn đến thế giới cực lạc. Nếu bà không niệm Phật mà nói, bà chắc chắn sanh thiên. Bà là thiên nhân, bà không phải là phàm phu. Bạn nói xem, bà an lạc dường nào? Tâm bà thật thanh tịnh. Bà chân thật, đạt được thanh tịnh hoan hỷ. Bà bình đẳng trụ. Chúng ta đọc chỗ này, bà thấy đều đầy đủ rồi. Tu Bồ Tát Hạnh Cụ Túc Đức Bổn Bà thấy đều đầy đủ rồi. Ngày nay chúng ta đọc Bất hoạnh nhất nhị tam nhẫn Vì thì không biết được Bà là Bồ Tát nhẫn thứ mấy. Đây là thật, không phải là giả. Bồ Tát thị hiện Hay nói cách khác Bà có thể làm đến được Tại vì sao chúng ta không làm được? Không phải không làm được Chúng ta không chịu làm. Không chịu buông xả tự tư tự lợi Không chịu buông xả tham sân si mạng Là bởi vì cái quan hệ này không làm được Người ta chịu buông xả Bà chân thật làm được rồi Làm được viên mãn như vậy Làm được tự tại như vậy Đây là chúng ta nhất định phải hiểu được Bà đã tu tích thiện căn công đức càng tăng càng tiến không thể thoái chuyển cho nên gọi là bất thoái ở trong kinh điển cũng gọi là a duy diệt trí bồ tát a duy việt trí là tiếng phạn ý nghĩa chính là bất thoái chuyển đại đức xưa thường hay nói cho chúng ta nghe bồ tát hạnh nguyện phát không dễ dàng phát tâm chính là người thông thường nói xả mình vì người có thể hy sinh chính mình thành tựu người khác cái tâm nguyện này rất khó phát thế nhưng sau khi phát rồi nếu muốn gìn giữ không thoái không dễ dàng Khi gặp khó khăn Thì rất dễ dàng Thoái tâm Cho nên trên Kinh Nhân Dương nói Biệt giáo Tính dị Bồ Tát Có một ngoại hiệu gọi là khinh mau Bồ Tát Giống như chiếc lông vậy Tùy theo gió mà bay đi nói rõ tính tâm của họ không đáng tin rất dễ dàng thoái tâm trong kinh niết bàn cũng nói vô lượng chúng sanh phát vô thượng bồ đề tâm gặp được khó khăn nho nhỏ gặp phải chút giày dò liền thoái chuyển tâm bồ đề liền không thấy đây là nguyên nhân không dễ dàng thành tựu hay nói cách khác tính nguyện không kiên cố chính mình cần phải biết chúng ta chính mình không thể một đời một kiếp người học phật người tín ngưỡng tôn giáo đại khái đều khẳng định đều có thể thừa nhận chúng ta có quá khứ có gì lai ba đời nhân quả đã là có quá khứ đời quá khứ thì quá nhiều quá nhiều đời quá khứ nhiều đến như vậy phải biết chúng ta kết quán với bao nhiêu người Một số oan gia đối đầu này Thường hay gặp phải Hoặc giả là thân thích của bạn Hoặc giả là đồng tu của bạn Hoặc giả là đồng sự của bạn Nơi nơi đều đang chướng ngại bạn Đều đang tìm bạn gây phiền phức Trên đạo Bồ Đề Làm gì mà thuận bường, xuôi gió cho nên thường chính mình biết được Oan gia trái chủ của chính mình quá nhiều rồi Oán tắng hội Nếu như có thể khắc phục Phật dạy cho chúng ta một phương pháp Nhẫn nhục ba la mật Trên Kinh Kim Cang nói Tất cả các pháp đắc thành ở nhẫn đây là nói tất cả Pháp thế xuất thế gian Không luận việc lớn việc nhỏ Nếu muốn thành tựu Điều kiện thứ nhất là nhẫn nhục Đại nhẫn có đại thành tựu Bạn không thể nhẫn thì bạn không có thành tựu Chắc chắn thói chuyển Cho nên nhẫn nhục là rất quan trọng mỗi một vị đồng tu tâm tâm niệm niệm đều mong cầu tiêu nghiệp chướng biết được chính mình có nghiệp chướng cách tiêu trừ như thế nào nhẫn nhục bạn không thể nhẫn nghiệp chướng của bạn làm sao có thể tiêu trừ nghịch cảnh người ác phải nhẫn thuận cảnh người thiện cũng phải nhẫn vì sao vậy thuận cảnh thiện duyên không sanh tham ái bạn phải nhẫn cái này càng khó nghịch cảnh ác duyên không sanh sân hận vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn tâm bình đẳng của bạn Thanh tịnh bình đẳng Là đạo Cái đạo này Chính là nói Thanh tịnh bình đẳng Là chân tâm vĩnh viễn giữ gìn chân tâm Tâm vừa động Vì thì không gọi là chân tâm Cho nên Bạn khởi tham ái Cũng không phải chân tâm Bạn khởi sân hận Cũng không phải chân tâm Làm thế nào Giữ gìn tâm thanh tịnh bình đẳng vĩnh viễn giữ gìn đây chính là trong kinh dịch nói đạo của trung hòa có thể cùng hòa thuận với tất cả chúng sanh bình đẳng đối đãi nhiệt tâm vì tất cả chúng sanh phục vụ quyết không tính toán được mất của chính mình bạn liền đồng tâm đồng đức với chư phật như lai bạn mới có thể giữ gìn không thói chuyển vô lượng bồ tát chưa đến được vị bất thoái cho dù là dũng mãnh tinh tấn thế nhưng vừa gặp phải chướng duyên luôn luôn là thói chuyển chướng duyên nhỏ họ vẫn có thể nhẫn chịu chứng duyên mãnh liệt thì họ chịu không nổi. Cho nên thành tựu của nhẫn nhục ba la mật phải nhờ vào trí tuệ. Phải dựa vào tu trì chân thật. Chúng ta không phải giống như lão cư sĩ hà liễn cư đã nói thật làm muốn ở trên đạo bồ đề không thoái thật khó danh lợi mê hoặc chúng ta năm dục mê hoặc chúng ta cảnh duyên dụ hoặc chúng ta đây là chúng ta trên đạo bồ đề có chướng ngại nghiêm trọng do đó giống như loại người căn tánh này chúng ta biện pháp tốt nhất vẫn là đọc kinh kinh đọc nhiều rồi lý dần dần liền nghĩ thông đạo lý nghĩ thông rồi sau khi đạo lý nghĩ thông gặp phải những chướng ngại này chúng ta liền có trí tuệ có phương pháp để đối phó bạn không có trí tuệ không có nhẫn nhục không có sức định cái ải này khó qua việc này không thể không biết kinh giáo rốt cuộc phải đọc bao nhiêu không con số bao nhiêu tổ sư đại đức thường hay dạy bảo chúng ta một môn thâm nhập trường kỳ huân tu then chốt ở thời gian dài chúng ta vào thời xưa xem thấy xuất gia tại gia rất nhiều người thành tựu người ta luôn luôn một đời học một bộ kinh một pháp môn liền thành tựu rồi cái thí dụ này thì quá nhiều quá nhiều rồi do đây có thể biết chúng ta học kinh không cần học quá nhiều ngày nay chúng ta ở nơi đây đề sướng kinh vô đường thọ cái quyển này Đối với người hiện đại mà nói Rất thích hợp Kinh văn không dài Cũng không quá ngắn Tiện lợi với loại phương thức sống người hiện đại chúng ta Quá dài rồi Chúng ta không có thời gian đọc tụng không có thời gian học tập quá ngắn rồi thường rất khó được lợi ích cho nên phải chọn lấy một kinh điển rất thích hợp kinh vô lượng thọ tốt tôi dạy người trước tiên đem bộ kinh này đọc qua ba ngàn lần dụng ý ở chỗ nào thuộc nhớ kinh văn. Đem vọng tưởng tập niệm của chúng ta tụng cho tiêu hết. Không đọc kinh thì khởi vọng tưởng. Đây là không cách nào. Nhất là khởi vọng tưởng thì không bằng lão thật đọc kinh. Đọc kinh có chỗ tốt. Cho nên nếu như có vọng niệm khởi lên phải mau đọc kinh hiện tại kinh sách chúng ta đã in rất nhiều cũng có in rất nhiều quyển nhỏ có thể để vào trong túi áo có thể để vào trong ví tiền vọng niệm khởi lên phải mau mau đọc mấy đoạn để vọng tưởng của bạn đọc tiêu hết dùng cái phương pháp này tốt sau khi đọc thuộc rồi kinh văn bạn liền có thể nhớ lấy. Lại yêu cầu cái gì? Yêu cầu phải y giáo phụng hành. Biết được khởi tâm đồng niệm của chúng ta, ý niệm của chúng ta rốt cuộc có nên khởi lên hay không. Phật có nói hay không? Phật nói nếu như cái ý niệm này không thiện, cái ý niệm đó khởi lên, lập tức liền phải đem nó chuyển đổi, dùng phương pháp di chuyển, phương pháp niệm Phật tốt nhất, một câu A Di Đà Phật đem cái ý niệm này chuyển hết. Người xưa nói không sợ điểm khởi, chỉ sợ giác chậm. Một câu Phật hiệu đề khởi lên giác ngộ nhất định phải thường giác ngộ. Mỗi giờ, mỗi phút giác ngộ, không ngừng giác ngộ thì chúng ta sẽ không thói chuyển. Có thể chân thật làm như vậy chúng ta cũng được phật lực gia trì hiện chứng bất thoái chúng ta xem thấy người tu hành ngày trước hiện tại cũng có một số người tu hành họ đều đạt được cái hiệu quả này làm tăng thêm lòng tin cho chúng ta chúng ta chăm chỉ nỗ lực đi mà làm nhất định cũng có thể đạt được